đang giận dỗi gì đây mà chị ơi? Hết khô hành rồi lại mưa rào, đến dự báo thời tiết còn bó tay chống con luôn. Vậy thì trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu xem trên thế giới có những hiện tượng kỳ lạ nào nhé. Like video rồi bắt đầu nào. Đố các bạn, đây là hiện tượng gì? Chưa chắc đã kinh khủng như thế này. Đúng vậy chị Huyền ạ. Đây là hiện tượng sét đánh trúng và núi lửa đang phun trào. Có câu hỏi đặt ra rằng khi hai hung thần kinh khủng nhất của tự nhiên chạm trán nhau sẽ như thế nào? Trên thực tế, hiện tượng núi lửa phun trào cùng hàng loạt tia sét xuất hiện lại vẽ lên một tác phẩm không thể nào tuyệt vời hơn. Các nhà khoa học vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho cuộc tái hợp lạ đời này. Để cho ra đời những tuyệt tác này, các nhiếp ảnh gia cũng thật là myself wondering what did happen to the last 10. Các bạn có biết sóng biển xanh không? Và theo các bạn thì sóng biển xanh xuất hiện ở đâu? Sóng biển nào mà chẳng có màu xanh hả chị? Không đâu em ơi. Sóng biển xanh bí ẩn ở California lại là một điều cực kỳ bí ẩn. Vào lúc nửa đêm, khi xung quanh bị bóng tối bao trùm, thì những ngọn sóng xô bờ ở khu vực này lại tạo ra ánh sáng màu xanh bí ẩn và kỳ thú. Trông giống như màu xanh dạ quang ấy chị nhỏ. Đúng vậy, người ta gọi đây là sự phát quang sinh học do tảo gây ra. Khi những con sóng xô bờ, nó khiến hàng triệu tổ chức tảo bị xáo trộn và phát ra thứ ánh sáng màu xanh đấy. Ánh sáng này được nhìn rõ nhất vào những đêm tối trời. Tuy nhiên, những thứ đẹp đẽ thì hay có độc. Ánh sáng xanh này lại có hại cho những sinh vật dưới biển, đặc biệt là các loài cá. Các bạn chú ý nhé, những gì lấp lánh mà chúng ta thấy đôi khi lại rất nguy hiểm đấy. Tuy tên gọi khác nhau, nhưng đây lại là một hiện tượng mà mẹ thiên nhiên đang tức giận. Nó có hình dạng ống hút, hình phễu hay là hình xoáy. Nhưng ống hút khổng lồ này có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Lốc xoáy phát triển từ một cơn dông, thường thì là một ổ dông rất mạnh, nên ở đâu có những cơn dông dữ dội thì ở đó có thể có lốc xoáy. Tuy ở Việt Nam hay có bão dông, nhưng lốc xoáy thì không có nhiều, vì chúng ta đa phần là bị ảnh hưởng chứ không phải là tâm bão. Thay vào đó, Mỹ là quốc gia chịu nhiều lốc xoáy nhất với trung bình là 800 cơn mỗi năm, cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Lốc xoáy thì có ở trên cạn, vậy dưới biển có hiện tượng này không? Có nha, ở dưới nước thì đây được gọi là hiện tượng vực nước xoáy. Hiện tượng này là do hai dòng nước ngược chiều gặp nhau và cuốn vòng, thường thấy ở những eo biển hẹp với lượng nước lớn dồn qua vì sức thủy chiều. Vực nước xoáy cũng xuất hiện ở chân thác nước hay là gành nước vì thủy văn tương tự với dòng chảy xiết đảo lộn không thuận chung về một hướng. Trường hợp thủy chiều tạo ra vực xoáy là vì luồng nước dòng chưa rút xong thì luồng nước lớn đã ùa vào. Hai dòng ngược nhau khiến tầng nước trên và dưới không nhập với nhau cấu tạo ra lốc xoáy. Nó có sức mạnh có thể cuốn một con tàu vĩ đại xuống đáy đại dương đó các bạn ạ. Đố các bạn và Tú Huyền biết đây là hiện tượng gì?
rồi lại đến thủy triều đỏ. Mẹ thiên nhiên chắc là đang giận dữ lắm đấy. Chuẩn đó. Hiện tượng này còn gọi là tảo nở hoa. Đây là hiện tượng quá nhiều tảo sinh sản với số lượng nhanh trong nước. Thủy triều đỏ có thể sản sinh ra độc tố tự nhiên, làm suy giảm oxy và gây ra tác hại vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là một minh chứng cho câu những thứ đẹp thì rất độc hại. Vậy đố các bạn và chị Huyền biết đây là hiện tượng gì? Chẳng có nhẽ đây là hiện tượng núi băng tuyết ư? Đúng vậy, đúng vậy. Đây là hiện tượng thường gặp ở những vùng núi cao, độ ẩm thấp. Mỗi băng tuyết sắc nhọn sẽ có chiều dài lên đến 4 mét. Và nếu gặp điều kiện thích hợp như bị mặt trời đốt nóng bất ngờ thì chúng sẽ thăng hoa thành dạng hơi nước mà không cần chuyển thành dạng lỏng. Đây chính là cách hình thành rừng băng tuyết, bởi khi ánh sáng chiếu xuống lớp băng sẽ đục một vết lõm ở trên bề mặt. Bên trong các hố lõm xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng, làm nhiệt độ tăng cao dẫn tới sự thăng hoa của băng. Dần dần các vết lõm bị đục sâu hơn trở thành những băng tuyết. Bạn có biết hiện tượng kỳ lạ này không? Đây chính là hiện tượng mây bong bóng. Sở dĩ có hiện tượng này là sau những cơn bão, cơn dông lớn đi qua, sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn xáo trộn quá trình hình thành mây bình thường. Mỗi tầng mây bong bóng có thể dài hàng trăm km. Bọng lớn nhất đường kính lên tới 1 đến 3 km. Ô là trời, vậy là to hơn cả cái tổ dân phố của mình luôn. Nhưng nó chỉ tồn tại trong vòng 10 phút nên ai mà chưa kịp chụp ảnh xấu ảo thì chắc là tiếc hùi hùi luôn. Trông cũng đẹp và rất nguy hiểm. May mà Việt Nam không có đó.